Xong chưa? Đây cái chỗ nào nhỉ? Đầu ra đâu nhỉ? Đây, đầu ra ở chỗ đây. Để nhìn nữa. Đâu, đâu? Đây, rồi, 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 rồi. Vâng, nặng lên đâu được rồi các ơi. Thank you.
tắt gãy lứa rồi. Đông quân lắm, đéo làm nào đấy được. Đi vào đi, rẽ đốt thôi. Sợ gì? Vào đi, rẽ đốt đồng đông quân lắm. Miễn dịch rồi. Mẹ đi. Bây giờ làm đéo chậm được hướng gì? Bó chặt. Bó chặt quá. Anh đánh ra rồi. Bó chặt quá. Đứng im không bao giờ sợ. Tở tở ra tí. Ui, nó thả hết con nó đi. Anh ấy thả hết con đi rồi. Cháy ra. Cháy ra đốt rồi. Con nào ra? Bà tổ. Anh sai ra con nào đốt. Đừng có cứ để đấy được. Ôi trời, nâng lên, nâng lên. Đéo lấy cổ nữa. Nâng lên đây, 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 đây. Giờ lại đắp khói nữa. Mà bóp đi. Hả? Đắp khói mà bóp đi. Khói bắt kích. Đứng như một cái cây không bao giờ sợ. Đứng im khúc bao giờ sợ bị đốt cả. Đéo chồng tuổi giờ. Đúng rồi, cho giờ đéo lấy được. Đéo lấy được.
Nó chọc phải làm đéo được. Anh vào lấy tay tách nhưng mà không người sợ đéo gì. Kinh quá mẹ. Chọc cái nát hết. Ơi, lấy cái liềm vừa qua đây để cắt thanh long đi. Đấy. Một cách nào. Không chọc luôn xuống chọc nát kinh hoàng lại cắt đéo rồi vừa cái liềm vào dưới đâu rồi à xuống. Dơm ném vào. Đéo sườn kệ nó. Để chọc hết cái đi, cắt hết cái thanh long đi, một chặt vào mới kéo được, đứt cái kia được.